Romy xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tràn đầy năng lượng để chúng ta làm việc cho thật tốt nha. Thường á là các bạn biết cái phần mềm mà hay sử dụng để gõ tiếng Việt là Unikey, là chúng ta hay sử dụng phần mềm đó đúng không? Thì đôi lúc á các bạn sẽ gặp cái vấn đề nó như thế này nè. Đôi lúc á cái Unikey các bạn sử dụng á là các bạn đôi lúc các bạn sẽ không gõ được tiếng Việt. Có nghĩa là đôi lúc nó cái phần mềm này nó bị lỗi ha. Thì đối với cái phần mềm Unikey á thì nó có hai chế độ, một là chế độ gõ tiếng Anh, hai là chế độ gõ tiếng Việt. Mà nếu á mà khi các bạn gõ tiếng Việt không được á thì các bạn kiểm tra các bước sau nha, thì các bạn sẽ có thể xử lý được cái vấn đề nha. Đầu tiên các bạn hãy xem rằng á là các bạn đang chọn là chế độ tiếng Anh hay tiếng Việt ha. Thì các bạn nhìn ở cái góc phải bên cuối dưới màn hình nè, cái chữ E á có nghĩa là chữ English, có nghĩa là các bạn đang để gõ ở chế độ là tiếng Anh. Còn chữ V á là chữ Vietnamese ha, có nghĩa là bạn đang để gõ ở chế độ là tiếng Việt đó. Ví dụ như bạn nhìn thấy ở cuối cùng nó đang là chữ E đúng không, thì bạn sẽ không gõ được tiếng Việt nè đó, chẳng hạn như vậy ha. Thì bạn muốn gõ tiếng Việt á là bạn phải kiểm tra lại là bạn để đang chọn chế độ tiếng Việt chưa ha. Thì để chuyển nhanh cái màn hình này sang chế độ tiếng Việt á, sang cái chế độ gõ tiếng Việt á là bạn ấn phím Ctrl Shift Ctrl Shift Ctrl Shift ha. Ctrl Shift một lần thôi nha, mà nói nhiều lần á, Ctrl Shift thì nó sẽ tự động nó chuyển từ cái chế độ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ctrl Shift nè, các bạn coi. Ctrl Shift. Đó. Các bạn sẽ thấy là tiếng Anh nó chuyển sang tiếng Việt rồi đúng không? Gõ là tiếng Việt nè. Rồi, ok. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè. Đôi lúc á các bạn thấy là đang để ở chế độ gõ là tiếng Việt nhưng mà bạn không gõ tiếng Việt được. Thì các bạn coi lý do tại sao. Thì các bạn hãy bật cái phần mềm Unikey lên. Thì các bạn kiểm tra lại á, đầu tiên các bạn kiểm tra lại á là trong cái phần mềm Unikey á thì bạn kiểm tra lại cái kiểu gõ của bạn trước ha. Thì nếu bạn nào cái kiểu gõ là có hai cái cách kiểu gõ thông dụng thôi, Talet với Việt Nghi thôi. Các bạn đang dùng cái kiểu gõ nào thì chọn đúng kiểu gõ đó ha. Ví dụ như mình đang sử dụng kiểu gõ Talet là mình sẽ chọn là Talet ha. Còn bạn nào sử dụng kiểu gõ Việt Nghi là chọn lại đúng kiểu gõ Việt Nghi cho mình ha, để cho các bạn ha. Rồi, còn cái bảng mã là luôn luôn là để là bảng mã Unicode nha. Rồi. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở đây này, có nghĩa là khi các bạn kiểm tra mọi thứ nó đã đúng là kiểu gõ là Talet, cái bảng điều khiển á là bảng là Unicode, bảng mã là Unicode và đang ở chế độ gõ tiếng Việt luôn nè, các bạn thấy nè, chữ V nè ha. Nhưng đôi lúc á các bạn lại bị cái vấn đề là không gõ tiếng Việt được. Không gõ tiếng Việt được. Đó, nó bị vậy đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý ngay chỗ này ha. Thì các bạn click chuột phải trên lên cái Unikey á, ở cái góc phải cuối cái màn hình, click chuột phải trên Unikey mình chọn là kết thúc ha. Có nghĩa là tắt cái ứng dụng Unikey này đi, kết thúc. Sau, rồi, thì sau khi các bạn tắt cái ứng dụng Unikey rồi ha, thì các bạn tiến hành chạy lại cái ứng dụng Unikey trên máy tính của các bạn ha. Đây, mình chạy lại cái ứng dụng Unikey ha. Rồi, thì lúc đó tự nhiên á bạn sẽ gõ lại được tiếng Việt. Mình giải thích một chút xíu cái vấn đề ngay chỗ này nha. Có nghĩa là khi bạn đã chọn cái chế độ là gõ tiếng Việt rồi ha, bạn chọn là chế độ là gõ tiếng Việt rồi, bạn chọn đúng cái kiểu gõ của bạn rồi nhưng mà bạn không gõ được tiếng Việt, rồi bạn tiến hành kết thúc cái Unikey, sau đó các bạn mở cái lại cái ứng dụng Unikey và các bạn tiến hành gõ lại thì gõ lại được tiếng Việt. Lý do tại sao là lý do là nó như thế này nè. Có nghĩa là khi cái ứng dụng Unikey á, các bạn khởi động các bạn chạy nó thì nó sẽ được lock, có nghĩa là nó được tải lên cái RAM của cái máy tính và nó chạy. Nhưng mà đôi lúc á cái máy tính của mình cái RAM nó bị đầy, nó bị đầy, do đó là cái quá trình mà sử dụng Unikey á nó bị lỗi, các bạn gõ nó không có được. Thì lúc này á các bạn chọn là kết thúc cái Unikey này đi. Xong đó các bạn bật lại cái Unikey lên. Thì khi các bạn bật lại cái Unikey lên á là cái ứng dụng Unikey này nó được lock ngược lại lên cái RAM của mình. Đó, nó lock ngược lại cái ứng dụng Unikey lên cái RAM của mình và nó sẽ chạy lại bình thường. Đó, thường thường nó hay gặp cái vấn đề đó và các bạn để ý và thì thường thường á ngoài cái Unikey á nó cũng có một số cái phần mềm khác á đôi lúc á nó bị một cái lỗi gì đó. Chẳng hạn như Word đây ha, đôi lúc nó cũng sẽ bị một cái lỗi gì đó mà các bạn cứ loay hoay sửa đi sửa lại sửa không được. Các bạn chỉ cần tắt cái Word và các bạn mở lại thì mình nói là nó sẽ tương ứng cho những cái ứng dụng khác, đôi lúc nó sẽ có bị những cái lỗi giống như vậy luôn đó.
thì khi mà cái ứng dụng á, nó lót lên cái RAM nó chạy á, thì đôi lúc á, trên cái RAM nó bị sẽ over cái RAM, có nghĩa là nó quá tải cái RAM. Thì lúc đó chúng ta chỉ cần tắt cái ứng dụng đó đi và chúng ta mở lại, thì thường thường cái ứng dụng đó tự nhiên nó sẽ chạy lại trơn tru ha. Ok, thì cái hướng dẫn này nó ngắn thôi nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ giúp ích được rất nhiều người nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video ha. Kính chúc các bạn và gia đình được nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.